Như vậy là trận đấu của Buôn Ma Thuột và thôn Hòa Bình đã ngăn sức căng tài, giành lại 0-0 cho hai đội. Và như vậy thì chúng ta sẽ đón xem lượt đá luân lưu của hai đội giữa áo đỏ và áo đen. Đây, có vẻ như bên áo đỏ rất là nhỏ con, bên áo đen rất là to con. Rồi, cú sút đầu cho bên áo đen với thủ môn Elise. Sút không vào. Thủ môn Elise rất là xuất sắc, rất là chuyên nghiệp. Và sau cú sút của anh đen thì anh Elise quyết định mình là người sút đầu tiên. Lực rất lớn, sút. Wow, cú sút rất là căng, căng như là căng cù. Sau đây là cú sút của anh Yon Aden. Sút, cú sút rất là yếu, yếu như yếu tim, yếu tim động mạch. Sau đây là cú sút của một anh mang tên Y Trên Buôn Ma Thuột, xã Ai Hồ, huyện Krông Năng, tỉnh Đắk Lắk. Y Trên không lời nhỏ, sút không vào. Anh Y Trên rất là tiếc, rất là hối hận vì cú sút nhớ đến người yêu của mình. Cú sút băng trái tim thành trăm mảnh của tình yêu trao tha. Đây là cú sút của anh áo đen. Đây được rất đớn, sút đã vào, đã lọt vào khung thành của Buôn Ma Thuột, thị xã Ai Hồ. Rất tiếc cho đội Buôn Ma Thuột, vào tỷ số của hai đội là 1-1. Sau đây là cú sút của anh Y Tùm Ra. Ôi lộn lộn lộn, đây là Y Thó Nô. Cú sút của anh Isino Malo Omo Matek tách tách to to. Sút. Rất tiếc cho đội Buôn Ma Thuột. Anh ấy rất là tiếc. Và anh ấy rất là bực bội. Muốn đập nát trái bóng, đập cả trọng tài luôn. Đây là cú sút của anh áo đen. Áo đen không có mặc số. Tôi là trọng tài, tôi đợi anh ta rồi. Sút vào. Vậy là tỷ số là 2-1 cho đội Hòa Bình và Buôn Ma Thuột. Hòa Bình đã nhận được tỷ số 2 và Buôn Ma Thuột 1. Và sau đây là cú sút của anh Y Tùm Ra, hay còn gọi là Isaac Malo, ôm mô con thỏ. Sút vào. Đây cọc à luôn. Và tỷ số 2-2 cho hai đội. Và chỉ còn hai người nữa thôi thì chúng ta sẽ biết ai thắng ngay ngày hôm nay nha mọi người. Ai thắng đây? Ai thắng đây? Ồ, sau đây là cú sút của anh thủ môn nhỏ con nhất. Sút không vào, rất tiếc. Thủ môn Buôn Ma Thuột rất là phê đá. Vừa anh ta vừa mới hút một quãng cục đá rất lớn. Sau đây là cú sút của Ronan Thiệp. Ronan Thiệp đâu rồi? Đây à. Đấy à, ít hiếp mà lô ô mô mà sao ấy. Mà sao ấy, sút. Vào. Buôn Ma Thuột đã chiến thắng trong 2019 hôm nay.